Kính chào quý vị. Hôm nay mình lại làm cái có một cái khám phá mới về con cua lông đỏ đó. Trước đây mình đã làm một cái clip về cua cốm quá trời bà con người ta coi. Bây giờ bữa nay mình sẽ làm một cua lông đỏ, cua đặc biệt. Mình mới nhờ mấy anh em ở dưới huyện phát hiện, nói cho mình biết là có một cái loại cua gọi là cua lông đỏ. Thật ra cua lông đỏ là một trong những cái loài cua cốm ở Cà Mau đó. Cua này là cua biển Cà Mau nha. Mình đang ở thành phố Cà Mau, phường 9. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2022, rất là mới luôn. Thì ở đây là mình có 5 con cua, thì anh em nói là đây đều là 5 con cua cốm. Nhưng mà cua cốm không phải con nào như con nấy đâu. Cua cốm thì nó có một cái loại rất là đặc biệt là cua cốm lông đỏ, cua lông đỏ đó. Tức là trong cái yếm này nó sẽ có cái lông màu đỏ. Để ta coi coi. Người ta nói rằng con lông màu đỏ thì nó ăn là ngon nhất trong các cái loại cua cốm. Đây là cái con cua mà đặc biệt nhất. Đó, đây lông đỏ là sao? Tức là ở trong cái yếm này nè quý vị xem, hay tôi dạch cho quý vị xem nè. Đây, đó. Ồ, con này nó manh động quá. Để mình sẽ kìm nó lại. Đó. Đó. Quý vị xem nha. Đây, lông đỏ là ở trong cái yếm này cái lông nó màu đỏ toàn bộ. Đó, quý vị thấy không? Nó đỏ tươi. Thì người ta nói rằng con này là cái con sắp lột nè, có thể để đây tới chiều hoặc là tới ngày mai nó sẽ lột ra. Đây là cái con chất lượng ngon nhất trong các cái loại cua cốm, thì con lông đỏ là cái con là gần lột nhất, là thịt nhiều nhất, gạch nhiều nhất, và nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng thực phẩm là tuyệt vời nhất. Con này rất là hiếm. Trong này mình đã lựa, nhà anh em lựa cho mình 5 con. Thì trong này là có 3 con cua lông đỏ. Thì mình sẽ dạch từng con cho quý vị xem. Đây là con lông đỏ đó nha. Đó, quý vị thấy không? Cái lông màu rất là đỏ nè, nó hồng hào hết trơn, thấy không? Phải dạch ra mới thấy nha. Đó. Rồi, một con nữa. Con này là con không có lông đỏ nè. Quý vị xem có sự khác biệt rất là rõ nét. Đây. Để mình dạch ra cho quý vị xem. Đấy, con này nè, đó, cái yếm lông nó trắng tươi thế này. Là con này là con cốm nhưng mà chưa đến ngày mà nó lột đâu, cho nên chất lượng thịt nó sẽ không bằng con lông đỏ. Tất nhiên cũng là một loại cốm. Cua này là có lẽ là con cua lông đỏ đây. Đó, chúng ta thấy không? Lông nè, đó. Lông nó có cái màu hồng hồng ra. Quý vị chú ý xem, đây. Đó, xem cho kỹ thì đây là cái lông màu hồng, đó. Còn đây là con cua lông lông trắng. Đó, quý vị thấy không? Đó, nó là cái này nó trắng tươi à. Đó. Hai da là mình phải đập gì đây. Đó, đập là nó nát cái da ra luôn, đó. Đó. Giờ thấy không hấp dẫn rồi quý vị ơi. Để xem bên trong thịt thế nào. Cua lông đỏ mà kiểu này thì đâu có phải đâu. Đó. Đâu có hợp lý đâu. Đây, con cua lông trắng xem thế nào. Đều là cua cốm nha. Mình cứ gõ luôn. Đó, cua lông trắng. Chà, cua lông trắng lại thấy có vẻ hấp dẫn hơn. Đấy. Tuy nhiên chúng ta còn phải mở bên trong nữa thì mới biết nha. Này, cua cốm là thường lọt ra nó phải gì nghe quý vị. Đó. Nó phải nguyên gì đây nè. Đó, thấy không? Để cho quý vị xem. Đó. Ồ, gạch nó rất là ngộ ra. Đầy gạch hết. Đó. Trông rất là đã. Gạch màu vàng. Rồi, mình giờ mình thử con cua lông đỏ coi. Lông trắng coi. Trắng đây. Đây. Ây cha, con cua lông trắng có vẻ như là nó không có gạch nhiều bằng đâu quý vị. À, vậy là anh em nói phải rồi. Con cua lông trắng mình thấy gạch nó sền sệt. Nó không có đặc cứng như con cua kia. Đó.
Thế thì so sánh hai con này lại với nhau coi. Đây, con cua lông đỏ là cái gạch nó đặc luôn nha, nó chúng ta thấy gạch nó đầy đặn hơn và rõ ràng là cái chất lượng nó tốt hơn. Giờ mình ăn cái con nào trước đây? Con này đây, con lông đỏ trước. Quá trời béo quá. Ngọt. Thịt nó ngọt dữ. Giờ tới con lông lông trắng này, thử luôn. Cũng ngọt như nhau.